Xin chào các bạn, chào các bạn đã đến với kênh của mình. Bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh do gen di truyền khiến người bệnh bị thiếu máu và các biến chứng gặp nguy hiểm khác. Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tan máu bẩm sinh và phòng ngừa biến chứng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn chế độ ăn cho những người bị bệnh tan máu bẩm sinh. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu tầm quan trọng của chế độ ăn cho người bệnh tan máu bẩm sinh. Người bệnh tan máu bẩm sinh thường bị quá tải sắt, sắt dư thừa lại tích tụ trong gan, tim, tinh hoàn hay là buồng trứng và tuyến yên, từ đó làm tổn thương và suy giảm chức năng của các cơ quan này. Bởi vậy, người bệnh nên lựa chọn các loại thực phẩm cho năng lượng cao, chứa hàm lượng sắt, bổ sung các loại vitamin, khoáng chất cần thiết cho xương nhằm duy trì thể trạng và không làm trầm trọng thêm vấn đề quá tải sắt. Vậy, chế độ ăn uống đối với người bệnh tan máu bẩm sinh có biến chứng, chưa có biến chứng như thế nào? Nguồn cung cấp năng lượng glucid chiếm 65-68% năng lượng trên một ngày. Chọn nguồn cung cấp năng lượng từ gạo, ngũ cốc, củ, khoai củ, đường mật, v.v. Thứ hai là chất đạm, protein chiếm khoảng 12-15% tổng năng lượng trên một ngày. Nên dùng các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật có giá trị sinh học cao như thịt, cá, sữa, tôm, cua, v.v. và các loại rau củ quả có chứa nhiều chất đạm thực vật như đậu, đỗ. Hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn như lạp sườn, pate, xúc xích, thịt muối, cá muối, vân vân. Chất béo, lipid chứa 18-20% tổng năng lượng mỗi ngày. Dùng chất béo có nguồn gốc từ thực vật như dầu đậu nành. Hàm lượng các chất béo có nguồn gốc từ động vật chiếm 1/3, chất béo có nguồn gốc từ thực vật chiếm 2/3. Hạn chế các thực phẩm có nhiều cholesterol và mỡ động vật như gan, lòng, bầu dục, v.v. Vitamin và khoáng chất cần bổ sung. Bổ sung các thực phẩm chứa nhiều canxi, kẽm và vitamin D để cho xương vững chắc như tôm, cua, cá. Hạn chế muối trong khẩu phần ăn hàng ngày, lượng muối từ 4-6g trên một ngày. Nước uống, hạn chế các chất kích thích và nước ngọt có ga như rượu, bia, cà phê, coca, v.v. Tránh nhiễm trùng. Biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tập thể dục thường xuyên, các bài tập thể dục phù hợp với lứa tuổi và tình trạng bệnh. Thứ ba, tránh quá tải sắt, hạn chế các thức ăn có chứa hàm lượng sắt cao như thịt bò, thịt trâu, thịt gà trọi, thịt chó, tim, gan, v.v. và rau có màu xanh đậm như rau bina, cải song, rau ngót, rau muống, rau dền, các loại nấm. Nên uống nước chè tươi hàng ngày và ngay sau bữa ăn để làm giảm hấp thụ sắt từ các thực phẩm. Vừa rồi mình vừa chia sẻ cho các bạn chế độ ăn đối với những người bị bệnh tan máu bẩm sinh chưa có biến chứng. Nếu các bạn thấy video mình chia sẻ hay và có ý nghĩa, hãy cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.